Sáng ngày 26 tháng 8, Trường Đại học Văn Lang cùng Hiệp hội Doanh nghiệp quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã tổ chức lễ trao tặng 540 máy thở cho 8 tỉnh thành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Những trang thiết bị này là sự đóng góp rất to lớn cho các bệnh viện khi điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Trong đợt trao tặng này, 8 địa phương nhận được sự hỗ trợ là Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Tây Ninh, Đà Lạt và thành phố Hồ Chí Minh với tổng cộng 540 máy thở MV20. Các bệnh viện đang thực hiện điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 sẽ có nhiều điều kiện y tế tốt hơn để chữa trị, giúp các bệnh nhân sớm khỏi bệnh, vơi bớt nỗi lo về thiết bị chống dịch cho đội ngũ y bác sĩ. Với phương châm đồng sức, đồng lòng, hành động, chương trình đã thực hiện trao tặng hơn 1.000 máy thở MV20 cho Bộ Y tế cùng các địa phương, kịp thời hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, điều trị cho người bệnh. Hành động này cũng gửi đến những thông điệp nhân văn, giúp các bạn trẻ, sinh viên của trường hiểu hơn về trách nhiệm đối với xã hội, với đất nước trong nỗ lực đẩy lùi dịch COVID-19.